Alo. À, alo anh Hải nghe nè. Vâng à, em nghe rồi anh ạ. À, xin lỗi bạn đang ở đâu ạ? À? Em ở ạ? À, em đang quê quê em ở đâu? Quê em ở Tuyên Quang anh ạ. À, quê em ở Anh có nghe Tuyên Quang bao giờ không ạ? À, mình có nghe nghe đến nghe đến. Thế à, vâng, em ở Tuyên Quang mà. Có nghĩa là về cái phía của gọi là đầu của phía Bắc đấy anh. À, anh thuộc em thuộc cái giáo phận nào em? Em thuộc giáo phận Bắc Ninh anh ạ. À, giáo phận Bắc Ninh. Vâng. À, bạn hồi sáng bạn có nói cái gì về Chúa Cha gì đó, mình không biết, bạn có thể chia sẻ cho mình nghe cái điều đó không ạ? Có anh ạ. Thì em rất là quan tâm đến cái vấn đề này. À, Bởi vì anh cậu anh hay đưa những cái clip mà nói về nhà thiên thương đấy. à nhà Thì em xem, có nghĩa là tóm lại em cũng hay xem những cái chương trình, những cái clip về của giáo hội mình, nhưng mà đôi khi có cái tin cứ như kiểu nó cứ giả giả thì em cũng không dám, chả biết có phải thật không, nhưng mà bên nhà thiên thương cũng đưa nhiều lắm, nhưng mà thật sự là em cũng không biết lý do gì, nhưng em cứ có một cái gọi là ác cảm với cái những cái video đấy, em không có xem, em sợ nó lại tải về nhiều. Thì rất may là anh cũng quan tâm đến những cái tin nhắn ở trên chắc các cái clip anh đưa, thế đâm mà em cũng thấy mừng, bởi vì hôm nọ em có đi quen một kiểu có đi xưng tội, xong em có quen biết một cha rồi em muốn hỏi cha, nhưng mà chả hiểu cha nào, chả nhắn tin mà gọi cha chẳng nghe, đâm ra em không hỏi được. À, Vâng, thì cái chuyện này nó cũng hơi dài. Ngày có nghĩa là phải từ cái năm cũ rồi ấy, năm 2020 ấy, thì em cũng hay đi làm, xong thỉnh thoảng về nhà chơi thì nói với em là có cái tiếng nói sự thật ở trên tivi hay lắm. à. Thì tao cũng ý là dì của, có nghĩa là em của mẹ em ấy, là giới thiệu cho mẹ em biết, xong mẹ em thỉnh thoảng mở xem ở trên tivi ấy, thế là À. em vâng, xong rồi cứ bảo là nghe hay lắm, cứ nói thế, thế rồi thì là em gọi là sơ sơ em không quan tâm lắm, nhưng mà em cứ thấy có cái gì đấy nó cứ ảo ảo, nó không có thật, cho nên là em không quan tâm nữa. Thế À. em cứ nghĩ là nó bình thường như thế rồi nó sẽ qua thôi, thế nhưng mà lại một thời gian sau ấy, thì cái đứa em gì của em ấy, thì nó chắc là mẹ em nói với nó sao ấy, thế là nó có điện thoại rồi, nó có tìm hiểu như kiểu nó quan tâm đến, thế là nó gọi là nó quan tâm mà nó tìm hiểu cái là được nhận được tin, xong rồi hai bên như kiểu là gọi là kết bạn với nhau rồi nói về những cái vấn đề này, thì là sau rồi em thấy nói đến rồi thì chả biết được thế nào, nó nhanh lắm, thế À. xong rồi là nó đi đi luôn vào trong đấy mà. Ồ. Vâng, rất nhanh anh ạ. À, em cảm thấy như kiểu bọn ấy như kiểu là cảm như có bùa ấy, À. em thấy như thế nhá. Xong rồi nó mà xong rồi về, trong khi không phải là một mình nó đi, nó lại gọi luôn cả thằng em cậu em, nó rủ dê nó nói thế nào mà em cậu em nó cũng đi làm về được có mấy hôm thôi là cũng đi luôn cái chuyến đấy vào trong đấy luôn. À, Thế xong rồi là vâng, có nói là nó vào trong đó làm gì không? nó bởi vì em không muốn quan tâm, nó muốn À. giới thiệu, nó muốn lôi kéo em nhưng em không nghe, thì nó gần như em không 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 đồng ý thì nó cũng không thích đâu, À. nó không kể nhiều lắm đâu, nhưng mà đại khái như là em hiểu sơ sơ là vào đấy chỉ đọc kinh cầu nguyện, mà cứ ở trong đấy thì có nghĩa là đi vào đấy ai bị bệnh gì này rồi thì là ai nghiện ngập ai như thế nào, nhưng mà kỳ quái một cái là cứ ai đến đấy là cũng bị bùa rồi bị quỷ, không ví dụ như bị bệnh ở đâu thì quỷ nó ở đấy đấy, nó cứ như thế này, em không thấy nó khó, không thể chấp nhận được, nói thôn thật đấy, nó chấp nhận kiểu đấy được, chẳng Chúa nó dạy kiểu đấy em không tin. Cái thế là có một cái ở chỗ em ấy, có cái thằng đấy nó bị nghiện từ lâu lắm rồi, thế xong rồi là thế nào nó lại tìm được cái nhóm đấy, thế xong là nó vào đấy nó ở kéo phải đến, em nghĩ kéo phải đến 10 năm nay em chẳng nhìn thấy nó, bây giờ em lại nhìn thấy nó thì nó lại từ đấy nó đi về, À. thế nó vâng nó đi về xong là nó bảo nó khỏi nghiện rồi, thế nhưng mà gần như là bây giờ thì nó ở nhà ấy, thì cái nhóm đấy nó gọi là tạo điều kiện như là chắc là hướng dẫn nó về là làm một cái nhà nhỏ nhỏ, xong rồi là liên lạc với nhóm đấy, xong rồi kêu gọi mọi người đến. Thì cái hôm hôm đấy em về nhà thì mẹ em cứ bảo là mày chở mẹ đi ra đằng này tí, vì mẹ em biết là em không có thích rồi, thế cho nên là không dám nói thật.
Thế xong rồi, vâng, xong em chở mẹ em đi thì mẹ em chỉ em là đi đến cái chỗ đấy, đến chỗ đấy thì bảo là đi ra đây. Thế là đến đấy thì đúng là cái bọn đấy thật. Thế cái thằng đấy xong rồi anh em nhà nó thì tấp vào đấy. Đấy, theo vào cái nhóm đấy thì vợ nó thì đi làm, còn nó ở nhà chỉ có suốt ngày là gọi là cứ liên hệ với ở trong kia với lại ở ngoài này, có nghĩa chỉ thế thôi chứ không làm cái gì đâu. Đọc kinh sáng, trưa, chiều, tối 12 giờ đêm gọi là cứ liên lỉ đọc kinh thôi. Thế xong rồi là vâng, xong là em ra đấy thì nó cũng nói là nó bảo em là bà theo vào đây hay lắm. Đấy, nó cũng giới thiệu vậy thì em vào thấy thì cũng thấy ảnh lòng Chúa thương xót rồi ảnh tượng Chúa chịu nạn rồi nói chung là cũng có đầy đủ ảnh, nhưng mà cái cách thức của chúng nó ảnh thì để thì như vậy nhưng mà cách thức làm việc của chúng nó lại không theo cái kiểu như kiểu là truyền thống của công giáo nhà mình. Vâng, thế xong là nó em cô nó bảo là con em cô nó bị đầu tiên là bị bệnh máu trắng nhưng mà nó cứ bảo đi chữa thì không khỏi. Bây giờ cuối cùng đi vào đấy thì họ mới bảo là đây là không phải là bị bệnh máu trắng mà đây là con quỷ nó đang ở trong người nó hút máu nó. Đấy, nghe nó sợ lắm. Vâng, em nghe thì em ghê lắm. Xong là bây giờ ở trong đấy là để con nó đang ở trong đấy rồi là chữa thì bây giờ thì là những cái người mà đến mới mới này này thì gọi là đánh được quỷ. Thế còn những người lâu lâu rồi được hút quỷ rồi thì các kiểu nói cái gì cỡ cái gì nó cũng có quỷ cả đây, nghe nó ghê lắm, gần như là nó tin quỷ thì quỷ ám kiểu như thế sao ạ. Thế mà em bảo là bảo em là mày cũng nhiều bệnh đấy thì tôi thì mày đi đến cái chỗ này mẹ, từ khi mẹ theo cái nhóm này đến giờ là mẹ đỡ hẳn đi, mẹ không phải thuốc men gì nữa. Thế xong rồi mày đi qua đây thì em mới thật lòng là em cũng gần như cũng muốn là muốn không phải là muốn cái gì mà chỉ muốn là bây giờ mình bệnh tật nó nhiều thì thôi xem nếu mà vừa được gần như được được ơn mà lại vừa được chữa bệnh thì cũng là cái tốt đấy, là em cứ nghĩ thế, nhưng mà em muốn tìm hiểu chứ không phải là cứ vậy mà theo mình nghĩ, em cứ thấy nó ảo ảo thế nào ấy thôi. Cái hôm ấy em về nhà thì em gì em nó bảo chị xem cái clip này mà xem, thế nó mở tivi cho em xem thì là có thiên thương nó ngồi ở giữa, còn thì những người làm chứng chung quanh nhưng em chỉ thấy có đàn bà có mỗi cha truyền hay cha gì đấy gọi là ngồi bên cạnh như kiểu là chỉ nghe gọi là như kiểu giới thiệu thôi, còn thì thiên thương như kiểu là chủ đấy. À, chủ tọa kiểu như thế. Em xem cái clip đấy xong có thấy bảo là thai thánh có ngủ chứ còn thì tự nhiên thì lại bế hai đứa nhỏ, một đứa trai một đứa gái, thì ui như thiên thần, nhưng chắc họ cũng trang điểm mới chọn đứa trẻ sinh như sau, nhìn đẹp lắm, như kiểu là gần như gọi là gây cái sự chú ý cho người xem đấy. Em nghĩ như thế thì em nghĩ là như kiểu là từ ngày xưa là chỉ có thánh Gioan mới là gọi là đấy là quyền năng của Chúa ấy, như thế thì em tin đấy, chứ còn kia em chẳng thấy tin gì cả, em thấy thế nào vậy. Thế xong em không xem vàng, xong em không không quan tâm nữa. Thế nhưng mà bây giờ ấy thì nhà em thì có là tất cả là bố em thì mất rồi, thế còn có mẹ em thôi. Mẹ em năm nay cũng 70 rồi mà cũng yếu lắm, nhiều bệnh lắm. Thế nhưng mà lại bây giờ nghe cái nhóm đấy thì lại bảo là bây giờ những bệnh trong người đấy là do quỷ nó làm nên chứ không phải là bệnh. Nghe nó cứ như thế em cũng không 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 gọi là không hài lòng, mà cái kiểu đấy mà cha xứ chỗ nhà em thì nói tóm lại là cha cũng căng lắm, cha làm ghê lắm. Thế hôm em cũng gọi điện em hỏi cha về cái vấn đề là như thế, kiểu như thế có được không, cha bảo là nếu con biết ai thì con sẽ nói cho cha biết, nhưng mà nói thật với anh là em cũng chả dám nói, là chả nhẽ lại bảo là mẹ con thì nói thật là em sợ là có cái chuyện gì đấy mọi người lại trách em, mà thế đi nói với cha sau này có chuyện gì em cũng chưa dám nói gì cả. Em bảo cha ơi cha tự tìm hiểu đi, nhóm đấy nó ở gần đấy đấy thì cha tự tìm hiểu đi, con cũng dám nói. Thế em bảo vâng em cũng nói với cha như vậy. Thế cha nhắc nhiều lắm lên nhà thờ đấy, mà hình như cha cũng biết là con đấy là em đoán cha cho người đến đi như kiểu đến cái nhóm đấy, bởi vì nó cũng dễ mà, nếu mà ai chỉ cần đến đấy nhá mà muốn theo mà ấy đấy cả là giảng giải rồi lôi kéo ghê lắm, chứ nó cũng không ấy đâu, dễ tìm hiểu lắm. Vâng, thế xong là bây giờ là sau ấy thì là em với một em cậu nhà em nữa là hai chị em là không có đồng ý với cái kiểu là ăn chay với theo nhóm đấy. Thế thì mẹ em đang là ở trông con cho nhà nó, thế là nó bảo là nếu mà bà mà cứ theo nhóm đấy mà ăn chay kiểu đấy thì bà đi theo mấy cái đứa đấy, chứ còn con thì con nhà con không có ăn chay, bây giờ tự nhiên lại đi làm cái kiểu đấy nhóm theo nhóm đấy con không đồng ý, mà bây giờ con chỉ theo đạo ở đây thôi, con không biết theo ở đạo đâu. Thế là mẹ em ấy
có vẻ như không hài lòng, xong rồi lại đứa em gì nó đón đến nhà nó ở, đón đến ở đấy thì là thôi kệ, không có nghĩa là cứ nghĩ là xong là qua loa thôi, thì cậu em cũng đón mẹ em ra nhà chơi, cậu cậu là ông cậu là em của mẹ em đấy, đón ra để kiểu phân tích cho mẹ em biết tác gì đến nói hết, thì mẹ em cũng đồng ý, cũng nghe rồi, cũng đi xưng tội rồi, xong về rồi là em cậu em ở trong Nam, nó ở ở trong Nha Trang đấy, mấy cái đứa em gì ngoài này thì chả biết mấy mẹ con đấy nói nào, thì cuối cùng lại đưa mẹ em đi vào trong đấy rồi. Vâng, đưa mẹ em đi nhá, đưa hẳn mẹ em đi vào đấy từ cái đợt trong năm trước Tết đấy, tầm tháng 11 gì đấy, tầm có nghĩa là trước trước thời gian đấy, trước Tết 1 2 tháng đấy, mà bây giờ mẹ em chưa về đâu, mẹ em ở trên cái chỗ đấy luôn rồi đấy. Vâng, mà khi mẹ em đi nhá, điện thoại không không liên lạc, mà không có nghe điện thoại của con cái hay không gọi cho mẹ em đâu. Ví dụ, vâng, em thật sự em rất là buồn, bây giờ mà cứ nói đến thỉnh thoảng gọi qua người này người kia để nói chuyện với mẹ em á, thì cứ gần như mẹ em cứ nói là nhà chúa cha mấy là thế này thế kia, thì đương nhiên là em cứ nói bọn em kiểu nó không hài lòng về chuyện đấy, gần như là lúc nào mẹ con cũng có cái gọi là xích mích, từ khi mẹ em đi đến rồi bọn em chị em cảm thấy như kiểu trong gia đình nó không còn một cái tiếng nói chung, mà nó không có một lòng, không thật lòng với nhau nữa ấy. Thật sự em rất là buồn. Nếu mà bây giờ em nói với mẹ thì em sẽ nói về điều gì? Thì em chỉ nói với mẹ là ý là con chỉ nghĩ thế này, em con hôm đấy em cũng nói luôn rồi, em bảo là mẹ ơi bây giờ con chỉ nói với mẹ thế này thôi này, bây giờ nhá, dù nếu chứ cứ cho là mình đi đây là sai không đúng đi, các cha ở đây thì mọi người đều tất cả làng cả xóm cả tất cả từ trên xuống dưới, từ Đức Thánh Cha cho đến là các cha ở đây thì mọi người như thế thì mình thế, nếu mọi người đi sai mình cứ thế, các cha đi đi trước mình đi sau không quan trọng. Còn bây giờ ví dụ con nói là nếu như mọi người nhá, bây giờ mẹ chết nhá, mẹ đi xưng tội nhá, các cha ở đây làm lễ an táng cho mẹ rồi đưa mẹ ra nghĩa trang long trọng có dân có làng, cái đấy thế bây giờ bọn trong đấy liệu nó có đứng lên nó làm cho mẹ cái đấy không, mà nó có chịu trách nhiệm về phần sau này của mẹ không, mà trong khi mà các cha rồi tất cả giáo hội đều lên tiếng, mình cứ phải nghĩ đến cái đấy thôi đã, mình phải theo cái số đông, mà từ trước đến giờ mình theo đây rồi tại sao không theo đây lại còn phải theo sang đấy để làm cái gì, mà trong khi mà các cha lại không lên tiếng là phản đối đấy, mẹ cứ nhận thấy như thế thôi, con còn không nghĩ gì xa xôi nữa cả, con chỉ là kết luận mỗi như thế thôi. Thế thì nếu như mà tại sao mà ở ví dụ ở ở mình đây từ trước đến giờ sao không thấy đạo đức, không thấy ăn chay, cứ ăn chay như hàng thứ sáu, hoặc là mình hãy ăn chay điều nào lúc nào thì lúc, ăn chay quanh năm cũng được, càng được ơn ích, thế thì mình cứ theo đây mình đọc kinh mình lần chuỗi rồi mình đi lễ ở đây mình ăn chay, thế cần gì phải theo nhóm đấy xong ăn chay rồi lại đấy đi theo vào đấy là thế nào, mà con thấy theo nhóm đấy thì nó có một cái gì đấy này, đeo tà tràng hạt trắng là một, mặc áo trắng là hai, phải như thế chứ không được dùng đồ đen, chúa cha không thích dùng cái đồ đen, lại nó còn thế cơ. Vâng, nghe nó có phản cảm lắm anh ạ. À, em thật sự là em xong là mẹ em nói thật bảo thủ, xong rồi để ra kể như mẹ em ấy thì già rồi chắc là cũng không nên, có nghĩa là cũng không đi như vậy đâu, nhưng mà tại có hai đứa kia nó hậu thuẫn, một đứa ở trong đứa ở ngoài đấy, thế nó đưa đường xong mẹ em lại kiểu già rồi không có lập trường nữa, nói thật chẳng giấu gì anh, mà quen anh vừa mới quen xong sao lại nói thế, mà thật chắc vậy các cụ già cũng dễ tin ngả nghiêng nên là mới thế thôi. Còn bây giờ á, em gì của em nhá, con nó ốm nhá, nó gọi điện cho nhóm đấy rồi chả biết nhóm đấy làm gì, qua điện thoại không cho con, không cần cho con uống thuốc đâu, cứ theo cái đấy thôi. Vâng, rất là nguy hiểm, mà em nói thật với anh nhá, tại sao em nói với nó, em nói về nói thật là chị em rất là gọi là căng thẳng, mà nó để mà nói nó cũng có cái lý của nó, em có cái lý của em, cho nên là không có tiếng nói chung được. Em bảo này này, mày muốn theo nào theo, tao nói thật chứ bây giờ ấy, thế bây giờ các cha ở đây chẳng nhẽ thì các cha cũng lên tiếng mà cũng nói thế không đồng ý, mà tại sao mình theo nó, bảo nó bảo này này, ý là bây giờ ai lên tiếng đấy là toàn người ấy, là quỷ đang xui, còn nói thế thì anh bảo là này, thì nó không ngoại trừ ai cả, ai nếu khi ai lên tiếng là phản đối nhóm đấy là đều là có quỷ xui, rằng là quỷ đang là ám này rồi là thế này thế kia Đúng rồi, đấy. tại vì bữa trước cũng có một người vào trong cái kênh của mình nhắn nói với mình là kênh kêu mình là quỷ Vâng, đấy cái người chắc là cái nhóm đấy nó lên tiếng đấy. Dạ đúng rồi.
có nghĩa là đấy, cứ thế cái dấu hiệu đấy là của cái nhóm đấy đấy. Thế là thế mà nguy hiểm là ở cái chỗ là bây giờ nó là như thế. Em cậu của em bây giờ cũng thế, đợt đấy nó lại bảo là nếu như mà nó đi vào đấy mà nó mà Chúa Cha nhận nó thì nó sẽ không về nữa, nó ở luôn ở đấy ấy mới khổ. Mà em không biết làm thế nào để mà gọi là làm cho mọi người, bởi vì mọi người cứng dạ mà nó theo vào đấy, em nghĩ như có bùa ấy. Em cậu nhà em ở trong kia nó nói, nó bảo bây giờ á, từ khi nó theo nhóm đấy bây giờ nó ăn nên làm ra lắm rồi, ý là đấy, cho nên là ma quỷ nó còn thử cả Chúa, nó còn bảo Chúa là phục nó thì bái phục nó sẽ cho tất cả. Thì đấy, nó còn cần đến mức độ thế, những cái chuyện này nó quá đơn giản đối với nó. Vâng, thế thế trong ngày thì chắc là chẳng nói thì mọi người kinh thánh như anh cũng bọn anh chắc cũng biết rồi, cho 40 ngày chay đấy, Chúa đi của Chúa chịu, gọi là chịu ma quỷ cám dỗ đấy, nó còn nó cám dỗ chẳng còn thiếu cái gì. Mình những cái đấy cũng là của ma quỷ nó đưa chứ, mình phải nhận ra một tí đây á. Chả ô em có nói thì em cậu em nó bảo là ở trong trong Nha Trang đấy, nó đến nó trình cha rồi, cha bảo là theo nhóm đấy được, chẳng biết cha nào hay nó tự nói ra, em không biết, hay cha nào chưa chưa biết thì chẳng hiểu được thì nó nói thế, em chẳng nói được câu nào nữa. Và thế bây giờ em bảo là thôi thì anh đã gọi điện cho em rồi, em muốn hỏi anh là bây giờ cái vấn đề của nhà em nó như thế này mà em lo, nhưng mà thật sự lo sức con người em không làm được, trong khi mình rất là tội lỗi. Thế bây giờ em có nên nói với cha xứ nhà em là như thế không? Đấy thì có thể cha mong manh cha cũng biết để đấy, không phải là không. Em có nên nói không, mà bây giờ em phải làm thế nào được? Ừ, theo mình nghĩ bây giờ chắc mình cái chuyện của bạn thì bạn nói với cha xứ đó là chuyện tất nhiên rồi. À, Vâng. còn riêng bản thân bạn thì theo mình nghĩ em nên cầu nguyện Vâng. với Chúa nhiều thì Chúa sẽ có cách để mà đưa mẹ em về. Vâng. Đó là cái cách duy nhất và hữu hiệu nhất là mình nghĩ Vâng. là bạn nên làm mà cầu nguyện Chúa sẽ rất Vâng. động rồi. Thì về lâu về dài thì theo mình nghĩ thì sẽ cũng có kết quả thôi, bạn cứ yên tâm. Vâng. 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 Bạn cứ Vâng thì em cứ cầu nguyện đi, em cứ cầu nguyện. Vâng thì như sáng hôm nay em mà em cũng nghĩ từ lâu rồi. Bây giờ ví dụ nói tóm lại là mình hợp sức lại. Thứ nhất là trước hết chắc là phải cầu nguyện là cái chuyện đầu tiên. Cái thứ hai là bằng hành động, là như kiểu mình cũng họ đi tuyên truyền thì mình cũng phải có tiếng nói, chứ không thể để họ tuyên truyền mà mình cứ im lặng. Ví dụ như hôm em nói với anh cái này này nhá. Em nói với em gì em ấy, tại sao nếu mà nhóm đấy mà làm được, mà được công nhận, mà bây giờ nó nói như thế thì lại bảo là được công nhận, thì tại sao Đức Cha ở đấy thì lại phản đối mà lên tiếng nói những cái lời mà không đồng ý. Nó bảo ấy nè, Đức Cha đấy ấy, là có nghĩa là Đức Cha đấy ấy, thì có nghĩa không làm được những việc như À, nhà thiên thương làm, không được quỷ được. mà đấy mà không làm được, gần như là không làm được, không giỏi như thế này, không giúp đỡ người khác này đấy, nói tóm lại không, cái gì cũng không bằng. Thế cho nên Đức Cha đấy ghen ăn tức ở đấy, nên là Đức Cha đấy mới nói lên như thế. Thế bây giờ bảo Đức Cha đấy đến mà xem có đến đâu, cứ đứng ở đâu mà nói chứ có đến đâu đấy, nó nói như thế. Thì em bảo là bây giờ vâng em nghĩ ra rồi, em bảo bây giờ nếu như thế toàn giáo hội ở nước ngoài thì em cũng thấy bảo có thành lập rồi đấy, thế mà bây giờ trong nước mình ấy, từ các đức cha trở xuống là phải thông báo từ trên xuống dưới, khi nào phải kiểu là các giáo xứ giáo họ đều phải, nếu khi ai biết là phải thông báo cho các linh mục báo lên rồi có biện pháp để ngăn chặn kịp thời, không có nhóm này nhóm kia nhóm này. Có mấy người hỏi con là có theo vào nhóm đấy có được không, con thật sự có nhiều người bây giờ gần như cứ ngả ngả nghiêng nghiêng đấy, cũng rất là nhiều người rồi đấy chứ không phải không đâu. Chẳng qua là như kiểu các cha ở các xứ hoặc là ở giáo phận không rõ ở bằng các địa phương thôi, chứ các địa phương bằng các giáo xứ các giáo họ là người ta biết rõ hơn, bởi vì người ta ở với nhau, còn các cha kia ở xa không ở gần họ không nói biết thế nào được. Vâng, thế cho nên là các cha phải có cái gần như có chung tay, như kiểu chung cái tay đẩy lùi dịch Covid kiểu là phải có một cái. Vâng. Vâng, đấy là em nghĩ là cái biện pháp đấy là phải cần thiết, phải 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 đưa ra thực hành đấy. Cầu nguyện và cả thế, vâng, đấy là em nghĩ như thế. Cho nên là thôi thì qua đây thì anh cũng là cảm ơn là anh cũng quan tâm đến những cái chia sẻ của em.
Thì bây giờ thôi thì anh cũng có tiếng nói chung đến với các ngài để các ngài cùng nhau, không có bây giờ nói ra một đức cha ở chỗ Đà Lạt đấy nói, nó bảo đức cha đi ghét nó, thế bây giờ cả mọi người nói xem nào, nó có nói được câu đấy không Ừ đúng đấy. rồi. Đấy ý của em là như thế, Ừ. nó bọn này nó mưu mô lắm chứ, chắc là mọi người biết rồi, nhưng mà thật em cảm nhận thế, nó rất là mưu mô, kiểu gì nó cũng nói được, nó rất là bảo thủ cái việc làm của nó. Và cho nên là đấy thì thôi thì anh cảm ơn anh đã bớt chút thời gian để nghe những cái chia sẻ của em và những cái chuyện của em, thật sự là cũng Bạn chẳng gặp nhau bao giờ. có Và can can đảm cho mọi người biết tiếng nói của bạn không? dạ có, em thì có, em có gì mà em không dám anh. À. Vâng, thì bây giờ em nghĩ là em nói lên sự thật, vì Chúa cũng nói là mình phải biết những gì về sự thật mà mình phải nên nói về sự thật. Đấy, thì cái tiếng nói của em thì em nghĩ là em muốn mọi người biết, mà em muốn nói cho mọi người nghe. Nhưng mà ví dụ như bây giờ em chỉ nên nói suông thế này, mọi người không chấp nhận đâu anh ạ. Bởi vì em chẳng có cái, gần như không có cái bằng chứng, mà cũng chẳng có cái lý do gì để họ nghe nhiều, chỉ trừ người nào muốn nghe. Ví dụ như thế, và còn em chẳng có cái gì, gần như là chẳng có được một cái quyền hành, chẳng có một cái bằng chứng nào thì khó lắm. Đâu có đâu Cho à, bà em đã nói như vậy thì cũng chưa, tại vì những gì em đang sống là em đang sống theo những lời của giáo hội dạy, thì cho nên là những người Kitô hữu đều đứng về phía mình với em, chứ đâu phải em, đâu phải một mình em đơn độc đâu. vâng, Cho nên thế là nhưng em cứ yên mà tâm, em để cứ giống như là một tiếng nói của em được cất lên thì nhiều người sẽ nghe, và tại vì nhiều người cũng chưa có dịp để mà nói. Tại vì em cũng biết nhiều gia đình cũng cũng là bạn của mình cũng bị vướng vào trong những cái trường hợp như vậy, nhưng mà bạn cũng can đảm bạn nói, thì cái đó là cái điều là điều tốt, tại vì nó liên quan đến gia đình mình. Mình trước hết là nói về gia đình của mình là phải người đầu tiên để mình cứu gia đình của mình trước đó, chứ không ai cứu đó, mình là phải là người lên tiếng trước đó, rồi mọi người sẽ cùng cầu nguyện với em. Mình tin chắc rằng mọi người sẽ cầu nguyện với em. Thế thế là mất thời gian của anh nhiều quá rồi, thì bây giờ em chào anh nhé. Mà bây giờ nếu mà bạn muốn thì mình sẽ, bạn có muốn nãy giờ mình có thu âm lại, thì bạn có muốn gửi lại cái những gì nãy giờ bạn nói mình gửi lên trên mạng cho mọi người cùng nghe không? Tức là mình muốn, chủ đích của mình là mình muốn nói là cái tiếng nói của bạn, bảo đảm mình khi mình mở lên đây thì bảo đảm mẹ của bạn sẽ nghe đó. Nếu mà bạn muốn thì mình sẽ làm cái đoạn clip nãy giờ mình sẽ đăng lên lại cho trên mạng á, thì bảo đảm chắc chắn rằng mẹ của bạn ở trên Bảo Lộc, mẹ của bạn sẽ nghe, lúc đó thì mẹ của bạn sẽ suy nghĩ. Bạn có can đảm không? Thế bây giờ, thế nhưng em bây giờ em hỏi anh như này nhá, thế bây giờ em cũng chẳng bao giờ là đăng cái tin gì, bởi vì chỉ có nghe thôi, em không bao giờ đăng cái gì hết cả đấy, vào cho bình luận một chút thôi thì chỉ có thể là anh mới biết được, ví dụ như thế, hoặc những người nào vào kênh ấy xem. Thế nhưng bây giờ em nói lên như thế, như từ lúc đấy em nói chuyện với anh đến giờ, những cái câu chuyện của em nói ấy, nó có như kiểu đăng lên đấy, nó có vào cái như kiểu là vào cái bài cái vở nó có ra sao không, hay nó chỉ luyên huyên Không đấy, sao không ý là như sao. thế đấy. Thì nó hết sức tự nhiên, cứ mình sống chân thật, mình sao mình vậy, mình sao thì mình vậy, thì nó không ảnh hưởng gì hết. Theo mình nghĩ là những gì bạn nói thì mình rất là ok, mình rất là đồng tình, cho nên là mình muốn không phải là mình muốn cho bạn nổi tiếng, nhưng mà mình muốn cho mẹ của bạn nghe những gì mà những cái tâm tư của bạn á, những cái tâm tư của bạn gửi đến mẹ của bạn, thì mẹ của bạn sẽ suy nghĩ. Thế thôi, thì biết đâu thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động. Thôi bây giờ nếu mà đã như thế á, thì em cũng muốn nói một lời là gửi qua những tin, qua cái tin này, nói với mẹ em rằng là con rất mà Chúa soi sáng, rất mong Chúa soi sáng để dẫn đưa những người lầm đường lạc lối. Nếu như mẹ mà có đi lạc lối thì mẹ trở về với con đường của Chúa mong muốn, và trở về với gia đình để đoàn tụ như xưa. Đấy, em chỉ mong như thế thôi. Thì tất nhiên là mỗi người con ai cũng đều mong muốn như vậy cả. Mình với mọi người sẽ cầu nguyện cho bạn và cho mẹ của bạn, bạn yên tâm nha. Vâng ạ, thì em Rồi cảm ơn anh. rồi mình chào bạn nha. Vâng ạ, em chào anh ạ. Chào em. Vâng ạ.
Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.